Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề về kinh doanh khởi nghiệp. Đây là một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua. Vì có thể bạn đang băn khoăn đây có phải là thời điểm phù hợp cho mình để bắt đầu khởi nghiệp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ chưa nói về các vấn đề đó, mà chúng ta sẽ nói về 5 trở ngại lớn nhất khi làm khởi nghiệp. Bởi vì tôi muốn bạn hãy suy nghĩ kỹ về 5 vấn đề này trước khi quyết định bước đi tiếp theo con đường của mình. Nếu như đây là điều bạn đang quan tâm, thì video hôm nay là dành cho bạn. Nào, khởi nghiệp rất khó, nhưng nó rất đáng giá. Tôi đã là một doanh nhân trong 7 năm qua và tôi đã thử rất nhiều thứ và tôi cũng đã thất bại trong quá khứ. Nhiều người nghĩ rằng tôi khởi nghiệp bởi vì tôi muốn kiếm được nhiều tiền hoặc là tôi muốn tạo ra cái sự ảnh hưởng to lớn. Nhưng có một lý do quan trọng nhất khiến cho tôi trở thành một người doanh nhân. Đó là tôi không biết phải làm gì khác. Tôi không biết phải làm gì khác không có nghĩa là tôi không có khả năng làm gì. Thực sự để tìm kiếm một công việc làm văn phòng với mức lương tốt không phải là cái vấn đề quá khó khăn đối với bản thân của tôi. Điều tôi muốn nói ở đây tức là không có gì, không có thứ gì khác đủ thử thách để tôi duy trì cái tâm trí của mình. Đó là lý do tại sao mà tôi làm những gì mà tôi đang làm. Ngay cả khi tôi đang theo đuổi cái con đường đào tạo, tư vấn và huấn luyện này cũng vậy. Rất nhiều thử thách, nhưng đối với tôi, thử thách là một sự hào hứng. Tuy nhiên, điều hành một công ty khởi nghiệp là một thử thách rất lớn và công việc này cũng có thể khiến cho cái tâm hồn của bạn bị tổn thương nếu như bạn không biết cách kiểm soát công việc cũng như thời gian của mình. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn bạn cùng suy nghĩ về 5 thách thức hàng đầu mà các doanh nhân phải đối mặt trong hành trình của họ. Và đó có thể sẽ là những gì mà bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Thử thách đầu tiên, nghi ngờ chính bản thân của mình. Nào, thách thức lớn nhất mà các doanh nhân gặp phải đối mặt không phải là từ bên ngoài, mà đó là một cuộc đấu tranh nội tâm thường xuyên diễn ra. Cái sự tự nghi ngờ bản thân của mình một cách thường xuyên liên tục sẽ khiến bạn luôn tự đặt ra cho mình cái câu hỏi rằng liệu bạn có thể thành công hay không. Nếu như không được kiểm soát thì cái sự thiếu tự tin đó có thể ăn mòn vào và khiến cho bạn trở thành một người tiêu cực và hay chán nản. Một người như vậy thì không thể là một doanh nhân thành đạt được. Giải pháp cho điều này đó là hãy học một cái gì đó mới ít nhất là 1 giờ mỗi ngày. Bạn có thể đọc sách, nghe audiobook, dành thời gian theo dõi những dòng chia sẻ tích cực của các doanh nhân thành đạt hoặc là những người mentor, những người huấn luyện, những người coach mà bạn luôn theo dõi. Hãy lấp đầy cái tư duy của mình với kiến thức, ý tưởng mới, thông tin mới thay vì để cho cái tiếng nói nghi ngờ chính bản thân của mình có thời gian để nói chuyện với bạn. Cách tốt nhất để loại bỏ nghi ngờ bản thân của mình là nhìn những người khác đã loại bỏ được cái điều đó và có niềm tin rằng nếu như họ làm được thì bạn cũng có thể hoàn toàn làm được. Thử thách thứ hai, quản lý sự phức tạp của một doanh nghiệp mà bạn chưa từng đối mặt trước đây. Nào, một thử thách lớn khác đối với các doanh nhân đó là cái sự phức tạp trong việc điều hành một doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những người mới khởi nghiệp lần đầu tiên. Không chỉ có rất nhiều cái sự phức tạp về quy định trong kinh doanh, rồi bạn thường xuyên phải đối mặt với những khoản chi phí hoàn thuế phải nộp một cách định kỳ. Bạn sẽ phải thường xuyên đối mặt với các tình huống phức tạp cần chính bạn giải quyết, từ khách hàng, từ đối tác, từ nhà đầu tư v.v. sẽ gây lo lắng và đôi khi khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn không chỉ có công việc lớn mà cả những công việc nhỏ nhặt nhất cũng cần phải bạn tự tay hoàn thành trong các giai đoạn đầu tiên. Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu như bạn lập một danh sách những việc cần phải làm thì đó sẽ là một danh sách dài vô tận. Và vì cái danh sách việc cần làm này quá dài, bạn sẽ cảm thấy mình liên tục phải sắp xếp tất cả những công việc theo thứ tự ưu tiên trong ngày, những nhiệm vụ, rồi thì việc làm việc với đối tác bên ngoài, ủy quyền cho người khác, thậm chí là bạn phải bỏ qua một số việc cho đến khi những cái việc đó trở thành là những việc cấp bách quan trọng thì bạn mới làm. Bạn nghe những điều đó có thấy quen không ạ? Cái giải pháp để bạn quản lý cái sự phức tạp là bạn phải nỗ lực hết mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải làm việc vào cuối tuần, sáng sớm, đêm muộn, và đôi khi bạn phải hoàn thành một số công việc trong lúc bạn đang chờ đợi để làm một việc khác, ví dụ như đang chờ xe buýt, chờ taxi chẳng hạn. Để bạn dễ hình dung thì cái thói quen của tôi trước khi khởi nghiệp đó là ngày ăn 3 bữa, sáng, trưa, tối đầy đủ. Tuy nhiên trong 7 năm qua, cái bữa duy nhất của tôi có thời gian ngồi ăn với gia đình đó là bữa tối. Nhưng mà mọi người thường phải chờ đợi để ăn tối cùng với tôi vào lúc 10 đến 11 giờ đêm. Ngoài ra thì tôi không có bữa sáng hay là bữa trưa, mà tất cả những đồ ăn trong ngày
đó là những chiếc bánh mì sandwich, những quả chuối và những lon nước để giúp cho cái bụng của tôi khỏi làm phiền mỗi khi tôi thấy đói. Đó là cái sự hy sinh nhỏ nhất, đơn giản nhất mà bạn có thể hình dung ra ngay lúc này. Không có doanh nghiệp nào thành công được xây dựng mà không có một cái sự hy sinh như thế trong cái giai đoạn đầu tiên. Thử thách thứ 3, tìm kiếm và xây dựng đội ngũ hạng A. Nào, khởi nghiệp và trở thành doanh nhân không phải là một công việc. Nhưng mà trong nhiều năm đầu tiên, bạn sẽ có cảm giác đây là một công việc rất căng thẳng với rất nhiều người sếp, người quản lý. Mà chính xác thì đó chính là các khách hàng của bạn. Bạn sẽ cảm thấy mình giống như là một vị thuyền trưởng đơn độc của một con tàu không có thủy thủ đoàn. Có một số người cuối cùng thì cũng trưởng thành và thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Nhưng mà rất nhiều những người khác thì bị kẹt mãi trong cái vòng luẩn quẩn này, bởi vì họ không thể xây dựng được một đội ngũ hỗ trợ hạng A. Đội ngũ hỗ trợ hạng A là một đội ngũ chịu trách nhiệm về doanh nghiệp và khách hàng của bạn, giống như là chính bản thân của bạn đang tự làm vậy. Khi bạn bắt đầu xây dựng được cái đội ngũ hạng A này, thì mọi thứ sẽ dần trở nên dễ dàng hơn và bạn có thể tập trung vào cái tầm nhìn dài hạn của mình và cái sự phát triển của toàn công ty, thay vì phải đi giải quyết những việc cấp bách nhưng mà không quan trọng trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Hầu hết thì các doanh nhân không thể xây dựng được cho mình một đội ngũ hạng A nếu như mục đích kinh doanh của họ là xây dựng sự tự do và sự giàu có cho chính bản thân của họ. Bạn sẽ không thể có một đội ngũ hạng A đến với mình với những cái suy nghĩ như vậy, có phải không ạ? Nếu như bạn muốn xây dựng một đội ngũ hạng A, những người tài giỏi nhất, tuyệt vời nhất và thu hút nhân tài hàng đầu về cho doanh nghiệp của bạn, thì doanh nghiệp của bạn phải có một mục tiêu và có tầm nhìn cao hơn cá nhân của bạn, có thể tạo ra cái ảnh hưởng to lớn cho xã hội, cho cộng đồng hay là trên thế giới chẳng hạn. Một doanh nghiệp hoạt động có mục đích như vậy thì mới thu hút được những đội ngũ hạng A như thế này. Thử thách thứ 4, quản lý các mối quan hệ thân thiết. Nào, nhiều doanh nhân cảm thấy khó khăn trong cái việc quản lý các mối quan hệ thân thiết của mình, đặc biệt là những mối quan hệ tình cảm. Trừ khi là vợ, chồng hoặc là người yêu, người thân của bạn cực kỳ hiểu và ủng hộ, hiểu được những cái trạng thái tinh thần của một người doanh nhân. Nếu không thì bạn sẽ có thể thường xuyên thấy mình bị giằng xé giữa những việc cần phải làm ở công ty và những việc bạn cần phải làm ở nhà. Tâm trí của các doanh nhân thì luôn luôn là quay cuồng với những ý tưởng, những điều phải suy nghĩ, những lo toan, những lo lắng và những cái hào hứng về tương lai. Nó giống như việc là có một máy tính thì luôn luôn có những cái phần mềm chạy ẩn mọi lúc mọi nơi vậy. Nếu như bạn là người đã kết hôn hoặc là đang chung sống với một ai đó, thì cái việc kinh doanh có thể trở nên khó khăn hơn nếu như người kia của bạn không hiểu được cách thức mà tâm trí của bạn hoạt động, hoặc là con cái của bạn đôi khi cũng có thể khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Thật may mắn là tôi có một người vợ hiểu cái điều đó và cho tôi cái không gian tinh thần mà tôi cần. Ví dụ, nếu như mà cô ấy hỏi tôi cái điều gì đó thì cô ấy sẽ biết rằng là tôi sẽ phải mất từ 5 đến 10 hoặc là 20 giây để trả lời, bởi vì có rất nhiều thứ đang chạy trong đầu của tôi. Nếu như người kia của bạn không hiểu cái giai đoạn tinh thần này và không ủng hộ, thì việc có một mối quan hệ lâu dài trong khi bạn đang cố gắng xây dựng một cái điều gì đó to lớn thì có thể làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn và có thể là cả cái dự án khởi nghiệp của bạn. Vì vậy, hãy tìm một người cực kỳ ủng hộ hoặc là cứ tiếp tục cái chế độ FA độc thân của bạn cho đến khi bạn tự tin rằng mình đã xây dựng được cái điều gì đó đáng giá để bạn có thể dựa vào trong tương lai. Không có cái gì gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống đối với các doanh nhân cả. Bởi vì đối với họ, đối với bạn và tôi, cuộc sống chính là công việc và công việc cũng chính là cuộc sống. Thử thách thứ 5, quản lý dòng tiền và tài chính. Nào, một doanh nghiệp thì giống như là một con thú cưng khi mới bắt đầu vậy, rất là mỏng manh, rất là đáng yêu. Và sau đó nó có thể trở thành một đứa trẻ hay đòi hỏi. Và nếu như không được kiểm soát thì nó có thể phát triển trở thành một con quái vật khó thuần hóa. Doanh nghiệp là một cơ thể có nhiều bộ phận và tất cả các bộ phận này cùng nhau tạo ra một cái đầu ra. Nhưng mà một doanh nghiệp cũng cần phải có đầu vào, có phải không ạ? Đầu vào có thể là ở dạng vốn, nhân lực, sự tập trung, tính sáng tạo hoặc là tinh thần đồng đội, hoặc là đội ngũ hạng A. Đầu ra chính là doanh thu và lợi nhuận. Một doanh nghiệp nhỏ thì tiêu thụ ít năng lượng hơn. Một doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể cho ra cái đầu ra nhiều hơn là cái đầu vào. Nếu như bạn muốn có nhiều đầu ra hơn, thì xu hướng tự nhiên là phải tăng đầu vào, hay nói cách khác là bạn mở rộng, phải không ạ? Tuy nhiên, nhiều khi bạn lại phá vỡ đến cái sự cân bằng của doanh nghiệp của mình khi bạn mở rộng quá nhanh và nhiều và mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Tôi lấy ví dụ, hãy hình dung một vận động viên chạy marathon chẳng hạn. Một người lớn có thể tiêu thụ 2.500 calo mỗi ngày và chạy được 50 km. Nhưng bạn không thể cung cấp cho một cậu bé 5 tuổi 2.500 calo và mong đợi cái cậu bé đó chạy cũng cái quãng đường tương tự 50 km, có phải không ạ? Phải mất rất nhiều năm để đạt được một cái mức độ phù hợp để làm được cái điều đó. Vì thế, đây không chỉ là vấn đề thước đo cái đầu vào. Rất nhiều người tự hủy hoại đi đứa con tinh thần khởi nghiệp của mình bằng việc là cung cấp quá nhiều cho công việc kinh doanh ở giai đoạn rất sớm, và sau đó công việc kinh doanh đó trở nên mất kiểm soát. Ví dụ, bạn có rất nhiều vốn, rất nhiều tiềm lực về tài chính thì không có nghĩa rằng ngay lập tức bạn có thể mở thành công một chuỗi 10 cửa hàng trên cả nước được, nếu như bạn chưa từng làm cái điều đó trước đây. Cũng giống như một đứa trẻ, dù có thể ăn được giống như những vận động viên chuyên nghiệp nhưng cũng không thể chạy được như người lớn, có phải không ạ? Không thể nào mà chạy được 50 km một ngày với đứa trẻ 5 tuổi. Bạn cần sẽ phải có khả năng ra quyết định, quản lý vốn, quản lý dòng tiền và quản lý nhân lực ở cái giai đoạn đầu của doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, có một điều không may. Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là một kỹ năng mà không thể dạy được. Nó chỉ có thể được học thông qua kinh nghiệm. Rất nhiều các công ty khởi nghiệp đều thất bại bởi vì người sáng lập đang cố gắng mở rộng quy mô công ty của mình một cách quá nhanh và mọi thứ bị đổ bể theo. Khi mà sản lượng đầu ra ít hơn đầu vào trong một thời gian đủ dài thì bạn sẽ chấm dứt cái con đường kinh doanh của mình, khởi nghiệp của mình ngay tại đó. Tin tôi đi ạ, tôi đã trải qua cái tình huống đó nhiều hơn một lần. Nó không hề dễ dàng, không hề dễ chịu khi bạn nhận ra cái điều đó. Thường khi bạn thấy mình đang tăng trưởng thì đây là lúc mà các nhà kinh doanh tìm kiếm cái nguồn vốn từ bên ngoài, đúng không ạ? Để bổ sung nguồn năng lượng cho đứa bé đang vòi vĩnh đó. Nhưng mà cái nguồn vốn cung cấp quá nhiều không đúng thời điểm thì giống như một đứa bé, đứa trẻ cho ăn quá nhiều vậy. Bạn rất dễ bị cám dỗ cho rằng mình có thể phát triển nhanh. Vốn ở đây là một con dao hai lưỡi. Cái bạn muốn là một doanh nghiệp phù hợp, không phải là một doanh nghiệp béo phì. Nhịn đầu vào và để cho mọi thứ ổn định là cái điều khó khăn nhất để làm cho một doanh nghiệp mới. Nhưng mà đó là cái điều quan trọng nhất bạn cần phải làm. Không có cái giải pháp nào đơn giản để quản lý dòng tiền ngoài cái sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người chủ, chính là bạn. Đó chính là thử thách thứ 5 mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những điều này sẽ giúp ích cho bạn trong thời gian tới trên con đường khởi nghiệp của mình. Và tôi cũng đang trong giai đoạn hoàn tất khóa học tự tin khởi nghiệp để có thể giúp cho bạn có những kiến thức vững chắc hơn trước khi quyết tâm dành thời gian làm cái điều gì đó to lớn như mình đã từng mong muốn và đang mong muốn. Nếu bạn thực sự quan tâm tới khóa học này thì hãy comment "Tôi muốn tham gia khóa học tự tin khởi nghiệp" và đăng ký vào bất kỳ danh sách nào trong website của tôi là coachduynguyen.com. Tôi sẽ thông báo tới bạn ngay khi khóa học này chính thức bắt đầu. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.